ba. Không phải là con không tin, con tuyệt đối tin vào ba. Bởi vì ba đã vì con mà hy sinh cuộc sống riêng tư của mình. Nói tóm lại là không có vấn đề gì quan trọng để ba phải lo lắng cho con đâu. Vậy thì điều gì đã khiến cho con nửa đêm phải lao xuống hồ rồi la khóc như vậy? Con đang bị chuyện gì về tình cảm có phải không? Chỉ có chuyện đó mới khiến cho con bị dằn vặt như vậy. Hãy nói cho ba biết đi, Vĩnh Kỳ đối xử với con ra sao? Không sao hết ba ơi, ảnh ảnh rất tốt, không có gì đâu ba. Thôi ba đi ngủ đi, con cũng đi ngủ đây. Sáng mai ba đừng kêu con dậy sớm nha, con phải ngủ bù cho đêm nay. Ba dậy nha, coi như không có gì xảy ra nha. Lý trí của ba không cho phép ba tin những lý lẽ của con. Nhưng vì ba thương con nên ba chấp nhận những gì con chịu nói. Con hiểu không? Dạ. Chúc ba ngủ ngon. Đi ngủ đi con. Ừ. Bữa nay là thứ bảy rồi, mai là chủ nhật. Đến ngày hẹn của thằng đốn mạc đó rồi. Không biết con Nguyệt nó tính được gì chưa. Má. Hả? Gì vậy con? Con đi làm, lát nữa anh Công dậy á thì nói là con vô công ty trước rồi nha. Ờ, con đi đi con. Ê ê Nguyệt con. Ừ? Lại đây, tới đây. Hả? Lại đây má nói này nè. Gì vậy má? Con, con à, con đã... Đã cái gì? Đã cái gì? Sao má cứ ấp úng hoài vậy? Có chuyện gì hả má? Bữa nay thứ bảy, mai chủ nhật. Tới ngày con hẹn thằng Quân rồi. Con tính cách gì chưa con? Thân gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Gặp chúng thằng chồng khốn nạn, không ra gì. Bỏ nhau đường ai nấy đi. Vậy mà nó còn làm khổ con tôi. Trời ơi má, má nói nhỏ tiếng một chút. Ờ. Anh Công mà nghe chuyện này, coi như là má con mình cuốn gói ra khỏi nhà luôn đó. Ờ. Chẳng lẽ cứ để vậy hoài sao con? Chứ biết làm sao giờ. Để bịt miệng nó thì mình phải nhắm mắt xuôi tay thôi. Nhưng nó được lần này, nó đâu có để yên cho con. Nó đòi lần này rồi dài lần nữa. Trời ơi, cái thứ đàn ông gì mà tồi bại. Đúng mà. Thôi thì cứ cắn răng mà thí cổ hồn nó lần này đi, rồi tính sao má. Nếu không á thì những gì con có được ngày hôm nay sẽ tiêu tan hết đó má. Thôi con đi làm nha. Mà con dặn má lần chót, má phải hứa với con đó. Ừ. Con đi làm hứa. Nha. Hả? Mà con dặn má gì vậy? Trời đất ơi, thì cái chuyện đó đó, má không được nói một lần nào với anh Công về cái chuyện này nghe chưa. Rồi, má hứa. Rồi con đi làm đó. Ủa, gì? Chú,
Tối qua về ngủ ngon không? À, cảm ơn chú, tôi ngủ ngon lắm. Ủa, mấy đứa nhỏ đâu rồi không thấy? À, tụi nó về bên nhà mẹ nó hết trơn rồi. Ba Dượng nó mới mua nhà mới, cũng rộng rãi lắm, tụi nó về hết rồi. Vậy hả? Nếu không có mấy đứa nhỏ chắc gì buồn lắm ha. Không có sao, giữ nhà cho chú với con Nguyệt là tôi vui lắm rồi. Cái này tôi gửi cho chị. Chị cầm đi. Tôi không có dám nhận đâu. Con Nguyệt nó mới cho tôi mà. Và lại ở nhà cả ngày, có ăn xài gì đâu. Đây là tấm lòng của tôi. Dì giữ đi, dì không giữ tôi buồn đó. Dì cất đi. Chú thương, chú cho anh vậy thì tôi không có từ chối. Thôi, tôi xin phép đi làm nha. Dạ, chú. Có chuyện này tôi... Có chuyện gì vậy? Thôi, mày về ra đây. Dạ. Dì nói đi. Tôi... chuyện này không phải của tôi, nhưng có liên quan tới con Nguyệt. Thực sự con Nguyệt nó không có nói gì với chú sao? Nhưng mà chuyện gì mới được chứ? Từ ngày quen Nguyệt tới giờ, Nguyệt cũng có kể cho tôi nghe một số chuyện. Nhưng nó có nói là nó đã... Dì nói tiếp đi. Nếu tôi nói điều này ra thì chú đừng có bỏ con tôi nghe chú. Nó thương chú thật lòng đó. Thì tôi cũng thương Nguyệt thật lòng mà. Nhưng mà đã có chuyện gì đã khiến cho dì nghĩ rằng tôi lại có thể bỏ Nguyệt? Chú Công ơi, xin chú tha thứ cho con tôi. Nó đã qua một đời chồng trước khi lấy chú. Đúng là Nguyệt chưa hề kể cho tôi nghe chuyện này. Chú Công à, thực ra nó lấy thằng đó chưa đầy một năm thì tụi nó đã bỏ nhau. Tụi nó không con, không cái, không cưới hỏi gì hết á. Nhưng mà hiện nay Nguyệt và người chồng cũ có qua lại gì với nhau không? Không có đâu. Nhưng mà có. Sao? Chỉ mới đây thôi chú à. Chú đừng giận con tôi nghe. Nó có nỗi khổ riêng mà. Thôi. Vậy nha. Tôi phải đi làm. Còn chuyện đó thì dì cứ yên tâm đi nha. Tại sao Nguyệt lại giấu mình điều đó? Tại sao vậy? Chào chị. Anh Vĩnh Kỳ có ở văn phòng không cô Nhung? Có việc gì không chị? Có việc thì tôi mới kiếm ảnh. Tôi gọi tới nhà mà không có thì chắc chắn là ảnh ở đây rồi. Vậy là chị lầm rồi. Chị thấy đó, ảnh đâu có ở đây đâu. Cô có biết ảnh đi đâu không? Rất tiếc là tôi không được thông báo. Công việc mà, có khi ảnh đi cả ngày không về luôn. Chị có gì nhắn lại đi, tôi sẽ báo lại sau. Không sao, tôi sẽ ngồi đợi ảnh về. Tới khi nào mà cô đóng cửa văn phòng thì thôi.
Dạ, những yêu cầu của cô sẽ được trung tâm Đông Châu chúng tôi giải quyết thỏa đáng ạ. À, cô đến văn phòng hỏi cô Nguyệt, tôi sẽ hướng dẫn thêm. Dạ, em đây. Vừa rồi em kẹt nói chuyện với khách hàng nên không trả lời anh được. Anh có tin được đó là khách hàng không? Sao anh hỏi vậy chứ? Có một cô Việt Kiều mới vừa gọi điện tới hỏi thăm về trung tâm để cô ấy tới tham quan. Anh hy vọng đó là sự thật. Anh nghi ngờ em sao? Anh mới vừa đổi việc một nhân viên vì đã giấu giếm anh. Nhưng tại sao hôm nay anh lại nói với em như vậy? Anh không còn yêu em nữa hả? Cái khó cho anh là anh vẫn rất yêu em. Một tiếng nữa anh muốn gặp em ở khu hồ nước. Dạ, em sẽ tới. Nếu cô ấy từng có một đời chồng thì đã sao? Mình cũng đâu còn trai trẻ gì. Nguyệt đã chẳng mang đến hạnh phúc cho mình rồi sao? Mình cần gì ngoài một mái ấm gia đình? Mình đã tính ngỏ lời cầu hôn với cô ấy khi mà. Hay là anh đã biết chuyện đó rồi? Nhưng mà làm sao anh biết được chứ? Chết rồi. Có khi nào là má không? Trời ơi, mình đã dặn tới dặn luôn bao nhiêu lần rồi vậy mà. Ai đó? Nguyễn Thảo Phong, có chuyện gì không? Trời ơi, con đã dặn má bao nhiêu lần rồi, đừng có nói với anh Công mà, tại sao má nói vậy? Má đâu có nói. Má không nói làm sao anh biết được? Trời ơi, má hại con rồi, má biết không? Con la má thì má chịu, nhưng má thấy con khổ sở một mình như vậy, má không đành lòng. Con thử nghĩ lại coi. Cái thằng quỷ đội lốt người đó, nó chiếm đoạt con một lần rồi, nó chịu buông tha cho con sao? Thôi mệt quá à, đừng có tính nữa, nhức đầu quá à. Tới đâu thì tới đi, cái số của con nó như vậy rồi. Ngọc Lan. Anh đợi anh mấy tiếng đồng hồ luôn à. Anh đi đâu vậy? Thì anh đi công việc. Công việc gì chứ? Thì công việc là công việc chứ công việc gì đây? Em sao làm khó anh quá. Anh đó hả? Không có như vậy với em nha. Anh có biết em ngồi chờ anh đó hả? Em bị mất cái hợp đồng bạc tỷ luôn biết không? Thôi được rồi, em uống nước nha. Nhung, cho anh hai ly nước đi. Dạ. Em tìm anh có chuyện gì không? Nhưng mà em không nói chuyện ở đây, trước mặt cái cô thư ký hắc ám đáng ngờ của anh. Anh mới đi từ quận 12 về, kẹt xe mệt lắm, đi đâu nữa bây giờ? Đi đi, đi đến chỗ mà làm cho anh hết mệt dễ nói chuyện hơn, nha. Cảm ơn em. Nhưng mà... Đi đi anh. Đi đi. Em sẽ lấy xe chở anh đi nha. Vừa khỏi nắng, gió, bụi bặm, vừa hưởng không khí mát mẻ. Nhất là được ở bên cạnh một người đẹp tri âm tri kỷ giống như em vậy. Nha anh. Anh biết rồi, em tiếp thị vừa vừa thôi. Nhưng mà anh còn biết là bao nhiêu công chuyện nữa. Em chỉ trưng dụng anh một tiếng đồng hồ thôi. Em hứa, một tiếng thôi. Thôi được rồi, thì đi. Em á, lý lắc nghịch ngợm quá. Em làm cho anh phát ngượng lên được. Đi. Nhưng mà nói gì thì nói, phải thả anh về mau mau đó. Em hứa. À, đi. Ủa, anh Vĩnh Kỳ. Hả? Anh đi đâu nữa vậy?